Vâng, ngày hôm nay showroom xe đam mê lại tiếp tục tri ân các bác với một mẫu xe hạng sang cao cấp đến từ thương hiệu Anh Quốc được mệnh danh là quý tộc, đó chính là Land Rover. Con này thì bình thường các bác biết là bên em đang chào bán với mức tiền là 750 triệu đồng. Nhưng đặc biệt vào ngày hôm nay, vâng, bán nhanh để thu hồi vốn nghỉ Tết sớm các bác nhá. Với một cái mức giá có thể nói là rẻ nhất trên thị trường hiện tại mà các anh chị đã có thể sở hữu cho mình được một chiếc xe vừa sang, vừa xịn, vừa đẳng cấp. Đẹp tắt điện luôn và bao zin nguyên bản cho các bác chúng ta từ A đến Z. Với mức tiền dành cho chiếc Range Rover Evoque được sản xuất năm 2012 là với con số 699 triệu. Vâng, có nghĩa là chỉ hơn một chiếc Vios thôi, các bác đã có thể sở hữu cho mình được một chiếc xe gầm cao hạng sang từng trị giá lên tới gần 4 tỷ đồng. Vậy thì chất lượng và chi tiết chiếc xe liệu nó có xứng đáng để các bác bỏ ra từng đấy tiền để sở hữu em nó ngày hôm nay hay không? Thì ngay bây giờ xin mời các bác chúng ta hãy cùng xe đam mê dành những phút theo dõi và đánh giá tổng thể về chiếc Range Rover Evoque được sản xuất năm 2012 này. Đầu tiên thì các bác chúng ta có thể ngắm nhìn giúp em một vòng ngoại thất của chiếc xe Evoque này. Có thể nói là không nhiều mẫu xe nhé các bác nhé, không nhiều mẫu xe trên thị trường mà có một cái thiết kế nó đẹp, nó mạnh mẽ và nó bền bỉ như là chiếc xe này. Dù sản xuất năm 2012 nhưng mà khẳng định là đến thời điểm bây giờ thì các anh chị thấy là cái form dáng của nó không bao giờ bị lỗi thời. Mặt ca lăng của chiếc xe thì các anh chị thể nhìn cho em nhé, đặc trưng của thương hiệu Land Rover với những chi tiết dạng hình tổ ong, rất là cứng cáp. Đi bên trong chúng ta có hệ thống đèn pha thì được trang bị bóng đèn bi projector kết hợp với đèn led định vị ban ngày. Với phiên bản này chúng ta còn có rửa đèn pha và kể cả phần đèn gầm phía dưới, các bác nhìn cho em này là vẫn còn trong suốt như pha lê. Một cái điểm mà các bác chúng ta có thể thấy ở chiếc xe này đó chính là cái vòm cua lốp mở rộng và phần cản trước sơn màu ghi, giúp tạo điểm nhấn cho cái ngoại hình phía đầu của chiếc xe thêm phần mạnh mẽ và nam tính. Không chỉ mang tới chúng ta một chiếc xe đẹp về thiết kế, đặc biệt là cái khả năng vận hành của những sản phẩm đến từ thương hiệu Land Rover thì nó cũng đã chứng minh được tại toàn cầu rồi đúng không ạ? Chiếc xe được trang bị cho chúng ta thêm 4 cái chế độ địa hình. Một chút nữa thì em sẽ quay không gian nội thất để các bác có thể thấy những chức năng của xe này. Nhưng mà chúng ta còn có ở đây là một bộ la răng lên tới 20 inch các chị nhá. Phay cực kỳ đẹp mắt, 4 phanh hiệu suất cao. Được chưa ạ? Gương chiếu hậu chống chói khá là lớn và có xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu các bác này. Đấy, toàn bộ 4 cánh cửa thì đều tích hợp cảm biến khóa mở cửa nhá. Đây, các bác chỉ cần vuốt nhẹ thôi là nó sẽ tự động mở ra. Đấy, và phần nóc sơn màu đen đối lập với ngoại thất màu trắng bằng tạo điểm nhấn cho ngoại hình của chiếc Evoque này. Thực sự là bước xuống xe này thì người khác vẫn phải ngước nhìn chúng ta bằng một ánh mắt khác. Đi về phần đuôi phía sau thì các bác có thể nhìn cho em là chúng ta có một cái đuôi gió khá là lớn, tích hợp đèn phanh trên cao. Đấy, đèn hậu thì thiết kế các bác nhìn này, nó khá vuông vức đúng không ạ? Khá là vuông vức nhưng chúng ta cũng có những cái viền đèn led ở bên trong nhá. Vâng, và khi em bật lên thì các bác phải thấy này, những cái viền đèn led thiết kế rất là tinh tế và đẹp mắt. Đó. Vâng, vậy thì đây, phần đuôi phía sau thì quý anh chị chúng ta có thể thấy thiết kế của dòng Range Rover này thì có thể nói là nhìn khá là vuông vức. Đấy, bộ kép thể thao nhưng chúng ta có một cái lip cản rất là mạnh mẽ. Vâng, cảm giác giống như là một chiếc xe đua thì đúng hơn, với các chi tiết cản dưới. Được chưa? Cảm biến cảnh báo va chạm thì đương nhiên là 4 vòng quanh xe nhá. Và đây các bác nhìn về cái đèn hậu của nó này, quá đẹp và tinh tế đúng không ạ? Vòm cua lốp cả bánh trước bánh sau đều được mở rộng cho so với phần thân xe. Đấy, giúp ngoại hình của chiếc xe này nó thêm phần đẹp mắt nhá. Đương nhiên thì xe sẽ được trang bị là cốp điện rồi, chỉ bằng một nút bấm thôi. Thì các anh chị thể thấy là cốp nó sẽ tự động mở lên như này. Và chúng ta sẽ có một cái không gian cốp vẫn thoải mái, rộng rãi để cho các bác chúng ta có thể mang theo vài cái vali trong những chuyến đi của mình nhá. Còn ở phía dưới này thì các anh chị chúng ta sẽ có lốp dự phòng này. Các bác nhìn ra một tem mác này. Đó. Đây, và độ zin nguyên bản thì đây, quá ok luôn đúng không ạ? Đấy, các anh chị có thể nhìn cho em nhá. Nguyên zin nguyên bản, toàn tập từ A đến Z. Đấy, và bằng một nút bấm thôi là chúng ta cũng có thể là đóng cốp cho xe này. Thực sự là khi mới thì để có thể sở hữu một chiếc Evoque nó quá đắt đỏ. Vâng, đắt hơn hẳn Merc, B hay là Audi. Nhưng ngày hôm nay thì thực sự các bác thể thấy là với một cái tầm tiền nó chỉ còn có 699 triệu cho chiếc xe vừa sang, vừa đẹp, vừa đẳng cấp như này, thì các bác thấy nó hợp lý hay không? Vậy thì ngoại thất xe thực sự đã rất ok rồi nhá. Bây giờ thì em mời các bác chúng ta mở cửa và đi vào đánh giá cái không gian nội thất bên trong của chiếc Range Rover Evoque, xem tình trạng của nó ra sao sau quãng thời gian sử dụng đúng không ạ? Vâng, thực sự là không chỉ mang tới cho chúng ta một cái ngoại thất bắt mắt
Mà nội thất bên trong của chiếc xe này cũng khiến người khác phải trầm trồ vì độ sang trọng và đẳng cấp. Đầu tiên thì các bác có thể thấy toàn bộ ghế da thì đều là ghế da bò màu cam Hermes, rất sang và form dáng thiết kế thì cực kỳ đẳng cấp, các bác nhìn này. Và nó vẫn còn mới tinh tình luôn nhá. Xe được trang bị ghế lái và ghế phụ điều chỉnh điện. Đây các bác nhìn này. Và riêng ghế lái chúng ta sẽ có nhớ 3 vị trí ghế. Tay lắm cửa mạ chrome. Tapi cửa thì họ phối hai màu. Đấy, màu đen và màu cam. Vâng, và những chi tiết da may chỉ tạo điểm nhấn. Đặc biệt là chúng ta còn có hệ thống âm thanh. Ở trên bản tapi cửa các bác thể thấy là có 3 loa đến từ thương hiệu Meridian cao cấp. Đó, và đây độ zin nguyên bản các bác thấy rồi, từng cái chi tiết bản lề cửa này. Nguyên zin nguyên bản hết nhá. Ok chưa ạ? Và đây, bên này nữa này các bác nhìn này. Không một tí vết và tem mác đầy đủ hết. Con này là của em là nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc về các anh chị nhá. Đấy, chứ không phải là đây các bác thể thấy này. Đấy. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc về, tem mác đầy đủ. À, chiếc xe được trang bị vô lăng 4 chấu khá là to nhưng khả năng cầm lái của nó thì cực kỳ là nhẹ nhàng. Đấy, ở đây thì các anh chị thấy là một chiếc xe thêm một điểm đặc biệt của dòng xe này ấy. À, thì chúng ta thấy là cái cần sang số của nó thì nó dạng núm xoay như này nhá. Khi chúng ta nổ máy thì nó nhô lên và chúng ta sang số bằng cách xoay. Và như em nói đây, các bác còn có tới 4 chế độ địa hình: đường bằng, đường tuyết, đường gồ ghề và đường sa mạc. Đấy, xe được trang bị phanh tay điện tử hỗ trợ đủ đèo, sưởi hai ghế đằng trước, điều hòa auto. Và chủ nhân cũ thì cũng đã lên được bác chúng ta một cái màn hình Android rồi. Đó. Và mức công tơ mét hiện tại của xe thì nó dừng khoảng mức độ 5 vạn mai thì nó rơi vào khoảng 8 vạn km các bạn. 8 vạn km thôi nhá. Đấy, các chị thấy thông số máy em đang để nổ đấy, nhưng các chị nhìn giúp em là máy nổ rất là êm. Và trên cái bản táp lô này các bác thấy này, nó là da mềm may chỉ. Đấy, các chị tiết hợp kim nhôm này. Đấy, theo thời gian nó đẹp long lanh như này. Đấy, đặc biệt là chúng ta còn có một cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama nhá. Đó, các bác có cửa sổ trời toàn cảnh panorama này, chân nỉ đen, cực kỳ đẹp. Đấy, nhìn nó rất là sang, đẳng cấp, nó là như vậy. Đó, đẳng cấp nó là như vậy các bạn. Phải nói là không từ gì để chê luôn. Tablo tapi các bác nhìn này, quá mới luôn. Xe chạy có 5 vạn, đấy màn hình Android đầy đủ hết các chị. À, trên vô lăng thì các bác có thể thấy là chúng ta có cả ga tự động, cả giới hạn tốc độ lim này. Bọc da cao cấp, lễ chuyển số sport thể thao đằng sau, đèn auto và có gạt mưa auto nhá. Đó là những cái option ở trên chiếc Range Rover Evoque này. Nó không thiếu một tính năng gì luôn các bạn. Và không thiếu một tính năng gì luôn. À, đặc biệt là với hàng ghế sau này thì các anh chị thì sẽ có một cái không gian hàng ghế thứ hai thoải mái, rộng rãi để cho bác chúng ta có thể đã đi được 3 người. À, ngồi 3 người lớn thoải mái luôn. Mà chúng ta còn có thêm hai cái màn hình giải trí đây. Đấy, hai màn hình giải trí nhá. Và chúng ta muốn bật thì các anh chị chúng ta ở đây trong này có một cái đây. Đó, các bác có thể đây là cái điều khiển của nó đây. Đấy, các bác có thể bật đi. Rất là ok luôn. Thông qua cái này, thông qua cái checkpad này. Đấy, các anh chị có thể bật cái màn hình lên. Đó, rất là hay, đúng không ạ? Cái này đang hết pin này. Và còn nếu không thì chúng ta lại đặt vào đây. Đấy, chúng ta đặt vào cái lẫy này. Được chưa? Và có cổng cắm tai nghe nữa. Rất xịn sò đẳng cấp. Ghế này. Càng đét này đẹp luôn. Các bác thấy nó quá xịn sò chưa ạ? Vâng. Đấy, một chiếc xe trị giá rất nhiều tiền mà bây giờ chúng ta bỏ ra cho em chỉ với 699 triệu là các bác có thể sở hữu mình chiếc xe này. Và tiếp tục nhá, đi về bên này thì các anh chị ta thể thấy đánh giá này. Đấy, nội thất là quá đẹp luôn. Và không từ gì để chê luôn đúng không ạ? Vâng. Vừa sang vừa đẹp vừa đẳng cấp. Đó là những gì mà chiếc xe nó mang lại cho chúng ta. Và máy thì nổ quá êm luôn, các em đang nổ máy đấy, nhưng các anh chị thấy đứng bên cạnh gần như chúng ta không nghe tiếng máy nổ của xe luôn. Đấy, đây. Từng cái đốc này, từng cái tem mác này. Đấy, quá ok luôn nhá. À, và các anh chị thấy lớp cái lớp gioăng cửa của nó cũng kết hợp giữa cao su và nỉ. Cái này là giúp tăng khả năng ghi âm nên chúng ta ngồi bên trong cảm giác gần như là yên tĩnh tuyệt đối luôn các bạn. Và rất ít tiếng động nó có thể vọng vào bên trong cái khoang nội thất của xe này. Và vậy thì nội thất và ngoại thất chiếc xe thực sự đã rất ok rồi. Bây giờ thì em mời các bác chúng ta mở lắp capo và chúng ta kiểm tra tới khoang động cơ của nó nhé. Vâng, và thì bây giờ xin mời các bác chúng ta có thể cùng em kiểm tra tới khoang động cơ với cỗ máy 2.0 của chiếc Range Rover Evoque. Em đang để nổ máy, nhưng bác thấy là máy nổ thì cực kỳ là êm. Đấy, các bác thấy cái càng chân máy này rất là to bằng hợp kim. Đấy, và tất cả từ cái tấm nỉ cách âm này ở trên lắp capo này, các bác thấy là còn nguyên zin nguyên bản. Đấy, từng lốc này. Đó. Cái này khoang máy của nó khá là kín. Cái này thì một chút nữa thì em sẽ quay ngay chúng ta cái phần gầm. Đấy, thì các bác có thể là nói là nhìn từ dưới lên thì các anh chị sẽ thấy rõ hơn. Đấy, các chi tiết nhựa ở phía trên của xe này nó che rất là kín rồi, nhưng mà vẫn bao zin các bác nhé. Các anh chị có thể đem đi check test thoải mái trước khi mà chúng ta giao dịch với chiếc Range Rover Evoque này. Vâng, vậy thì các bác có thể ngắm lại cho em một vòng ngoại thất của chiếc xe này nhá. Đó, quá xịn luôn.
Vâng, vậy thì ngày hôm nay với mức giá tri ân cho bác nào nhanh tay 699 triệu để các bác có thể sở hữu được chiếc SUV gầm cao hạng sang, thiết kế tuyệt đẹp đến từ thương hiệu của Anh Quốc. Quý chị ta yêu mến quan tâm tới chiếc xe này thì xin mời các bác chúng ta hãy trực tiếp nhấc máy và alo cho bác Phúc theo hotline là 0935323333 hoặc 0969289999 để nhận được hỗ trợ tư vấn về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với mẫu xe này, được không ạ? Còn nếu không thì các anh chị chúng ta hãy đến với địa chỉ showroom xe Đam Mê hiện tại ở số 175 đường An Định, thành phố Hải Dương để lái thử cũng là cảm nhận chất lượng xe. Một lần nữa thì cảm ơn các bác đã cùng dành một chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Quý chị là sự quan tâm thì xin mời hãy nán lại và kiểm tra tới phần gầm, một trong những yếu tố rất là quan trọng với một chiếc xe đã qua sử dụng để có thể đánh giá toàn diện nhất chất lượng của chiếc Range Rover Evoque này, cái gì nhá. Vậy thì bây giờ xin mời các bác chúng ta chuyển xuống phần gầm của chiếc xe này. Vâng, tại sao không một kênh thương hiệu là quay gầm cho các bác thì đây là những lý do các anh chị nhé. Khi nâng gầm lên thì chúng ta nhìn được tất cả những cái chi tiết ở phần dưới mà bên trên không nhìn được, chẳng hạn như đầu cản nhựa này. Đấy. Nó còn sắc nét hay không, nó có bị va chạm hay không. Đó, đây là phần nhựa rất dễ tổn thương nhé. Phần hai máy này, đấy, cái gioăng keo này, đỏ gioăng keo nhà máy này là chuẩn nhá, máy khô không và từ con ốc có tháo vặn hay không. Và cái da máy nó có vùng nốt muối nó có thâm hay không, chạy nhiều nó thâm, máy có sáng hay không, thì đây là minh chứng này. Đó, minh chứng này các bác này. Đó. Cái thứ hai hệ thống càng này, những cái càng này và cục phanh thì hoàn toàn nó là hợp kim nên là nó trắng sáng và trắng sáng. Còn đây là càng máy này, càng đỡ máy này là chuẩn nhưng không có dấu hiệu bẹp méo gò lắn, nó không bị va chạm các bác nhé. Đây này, chuẩn nhá. Và bên này nữa. Đó. Tiếp theo thì chúng ta đi tới phần gầm. Đấy, tôi đã nói rồi, ở cái xe cao cấp nó đắt tiền thì nó được dùng những vật liệu cao cấp. Đấy, chẳng hạn như là thép, không nhầm thì nó là thép C55. Đấy, những xe châu Âu dùng thép C55. Thép C55 thì nó không bị han và nó cứng. Đấy. Còn là bình thường thì chúng ta những dòng xe thông thường nó dùng là C45 thì nó vẫn bị han và rất là mềm. Đấy. Thì đây. Đấy, các bác này, zin này. Đấy. Thì hai cái vật liệu khác nhau thì nó sẽ có giá trị khác nhau. Đó. Cái này thì chỉ trong ngành kim khí thì mới hiểu được cái giá trị này thôi, còn các bác mua xe thì cứ thông thường thôi. Cũng không hiểu được hết những cái giá trị đó được, bác ạ. Đây, chẳng hạn những cái ống bô là thép không dỉ này, những cái tấm nhựa gầm này không bị gãy vỡ này, chứng tỏ không va chạm vì nó rất dễ tổn thương. Đấy, cái này hai cầu thì hệ thống cầu sau này. Đấy, cầu sau này các bác này. Đấy, chuyển cầu sau này, hệ thống càng này. Đấy, hệ thống chuyển cầu này và những cái vật liệu trong kia thì hoàn toàn nó là hệ thống hợp kim nhôm titan. Nó tăng cái độ cứng và tăng tuổi thọ. Mình những cái bô này nó thép không dỉ, từ những chữ Ranover nó còn chuẩn men. Và thực sự những chiếc xe là chiếc xe chúng tôi tuyển chọn rất là kỹ, thì phải nói là rất nhiều xe. Đấy, thì mới được một chiếc xe như kiểu như thế này, zin và đẹp như này. Còn thường là những chiếc xe nó khi quay gầm thì nó sẽ rất là chán các bác ạ. Các bác nhìn thì các bác không dám mua đâu. Đấy, ví dụ như đó là cái minh chứng nhá. Hoặc là những cái đầu sassi trong tít trong kia, nó là riêng nguyên bản thì không sợ bị va chạm, đúng không ạ? Đó. Thì đó là những cái giá trị khi chúng ta xem được phần gầm, mà khẳng định là chỉ những chiếc xe chất lượng thì mới dám nâng cầu lên như thế này để quay cho các bác. Còn thường thì những dòng xe gầm nó tiếp xúc mặt đường, nó xảy va chạm, ngập nước này, máy bổ, máy da, nhớm dầu này, mục mọt này, đủ thứ. Đủ thứ các bác. Nên họ không bao giờ quay cho các bác xem được. Đó là những cái giá trị về sản phẩm, nên là tiền nào thì của ấy thôi. Nhiều bác kêu mà cái này đắt hơn cái kia vài chục, nhưng mà đắt thì nó sắp ra miếng. Đúng là tiền nào của ấy thôi các bác nhé. Chuẩn man luôn. Thank you tất cả mọi người.